Em Quang Vững xin kính chào quý bác. Hôm nay xin mời quý bác thưởng âm và thưởng vẻ đẹp của Odo 5410 côn 10 búa, chơi hai bản nhạc Gai Cai Long và Westminster, đánh bính bong. Đây là một bộ máy vú cho âm thanh rất là hay và cực kỳ tuyệt vời. Và đặc biệt hơn nữa là cái bên ngoài, tức là cái vỏ thùng bên ngoài của nó cực kỳ sang trọng và cũng là một cái độc đáo trong tác phẩm nghệ thuật của thương hiệu Odo, thưa các bác. Trên chiếc màn hình đây, đây là Odo 5410 máy vú, máy 24 đời 54. Cái mã em để là 2018 để bác tiện theo dõi. Em đo kích thước chiều cao là 58cm và chiều ngang là 47cm dư, tức là gần 48cm, thưa các bác. Rất là đẹp và tuyệt vời. Xin mời các bác đây. Toàn bộ chiếc thùng này nó được vân nu đối xứng, sang trọng và quý phái. Ngoài ra nó chạm trổ hai bên, gồm có hai ống sáo ở mỗi bên và những bông hoa dạ quỳ được chạm trổ rất tinh xảo bởi những tay nghề bậc nhất của ngành nghề của Paris Pháp, thưa các bác. Nó được ra đời sản xuất khoảng vào những năm 1920-1930, nhưng quý bác thấy tình trạng còn rất đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Thì nhờ bác có hỏi thắc mắc với em tại sao biết được nó ra đời khoảng những năm 1920-1930, thì thưa với quý bác thì đa phần những chiếc đồng hồ Odo 5410 thì nó ra đời khoảng vào những năm 1920-1930, sau đó nó chuyển sang đời mã đời khác, bị đời 57-58 vân vân, thì bác lưu cho điều đó. Thì dĩ nhiên và bác lưu ý là Odo thì ngừng sản xuất vào những năm 1964, đã ngừng sản xuất rồi. Đấy, và ngoài ra đương nhiên là khi mà đại lý bán hàng thì cho tới nhiều khi là bác thấy trong cái thùng đồng hồ nhiều cái nó có ghi là ngày bán năm 1970 hay 1980, thì lúc đó là đại lý người ta vẫn bán, còn Odo thì chính thức ngừng sản xuất nhà máy vào năm 1964. Bác lưu cho như vậy, thưa các bác. Bác thấy rất là đẹp và cực kỳ tuyệt vời. Đây, hai bên chạm trổ, đây những bông hoa dã quỳ và hai bên hai cái ống sáo, nó biểu tượng cho một vùng quê thanh bình với những tiếng sáo và những bông hoa dã quỳ nở rộ ở hai bên đường, một cuộc sống thanh bình và cái tiếng chuông của bản nhạc Gai Cai Long nổi lên, nó thể hiện điều đó, thưa các bác. Âm thanh rất là hay, vỏ thùng rất là đẹp. Bên dưới cái kính, bạn nhìn này, cái kính bạn thiện theo một cái hình rất là đẹp. Đó là một cái hình nó biểu tượng cho sự phú quý ạ, một sự, cái sự thanh bình trong suốt ở đây, còn lắc đi lắc lại, đấy, sự thanh bình tích tắc ở đây, nó biểu thị rất là ý nghĩa như bạn, thưa các bác. Em mở bên trong ra, đấy, thì giấy tờ hướng dẫn sử dụng còn nguyên này, có Odo máy 10 sử dụng còn nguyên này, đấy, hơi bị rách một chút rồi, đấy, có nhìn kỹ không ạ, hơi bị rách một chút rồi, đó, hơi bị rách này, đó, và gông côn khóa lên cót, mặc đặc biệt là cái mặt số nhìn là còn rất là đẹp. Mặt số nổi nền vàng hồng, Messi Fine bao cót của một toàn trời nếp cóc một lần. Và kim hình khối, bác thấy cực kỳ tinh xảo và cực kỳ đẹp ở trên chiếc màn hình của bác đây. Đấy, máy vú côn 3 số 1, côn nùi thì bác biết là tuyệt vời rồi, không có gì để bàn cãi. Máy vú côn 3 số 1, côn nùi thì cho âm thanh rất là hay. Thì mời các bác thường âm luôn, mời bác thường âm và nhạc Gai Cai Long. Rất là hay và cực kỳ ngân nga. Ở dưới là cần gạt thì em xin gạt vài bản gạt Westminster. Mời bác thường âm làm gạt Westminster.
bác thấy âm thanh nghe hay không ạ? Nhất thanh nhì sắc bác thấy ạ. Chứ bản nhạc nào cũng hay hết. Em xin gạt lại bản Gai Cơ Long thì bác biết rồi. Bản Gai Cơ Long là bản nhạc huyền thoại của Odo. Bản nhạc nắm lên thương hiệu của Odo. Cho đánh một tiếng bản Gai Cơ Long. Trường ngân rất là tốt và cực kỳ hay, côn rất là đẹp, côn bao số 1 này, côn lùi rất là đặc biệt ở bộ máy vú đồng thưa các bác. Thì khi mà hôm qua hàng về em đã giới thiệu thì máy con mũi bản thì nó chưa hoạt động được, thì hôm nay đã được vệ sinh lau dầu thì em cũng làm video để giới thiệu các bác luôn. Thì đối với cái đồng hồ thì bác biết là khi mà lau dầu vệ sinh xong chúng ta càng để lâu vị trí không chai không tháo lạt ra vào, càng để lâu thì âm thanh nó càng ngọt và càng hay hơn. Thì nhân tiện đây thì em cũng làm video thử bác luôn và em sẽ tháo bộ máy ra để bác xem cái bộ máy lại bên trong khi mà đã được vệ sinh lau dầu như thế nào, và cũng chỉ rõ hơn thế nào là bộ máy vú để nhiều bác nhiều khi là chưa hiểu về đồng hồ thì qua video này thì các bác sẽ thấy rõ hơn thưa các bác. Đó, hai bên thêm một hai cao cầu, vặn hai cao cầu ra và cái mã số còn đẹp như mới luôn, mã số nền vàng hồng rất là hiếm và cực kỳ đẹp, kim hình khối rất là tuyệt vời luôn. Đó, em xin đặt cái điện thoại như thế này và rút cái đồng hồ ra. Em soi kỹ hơn về bộ côn để bác xem. Bộ côn đây, bao số 1, bộ côn bảy màu. Rất là đẹp và cho âm thanh rất là hay như bác vừa thưởng thức. Và đây là bộ máy của nó như này. Là bộ máy ba vách trơn, các cụ ngày xưa gọi là bộ máy máy ba vách trơn. Số 24, tức là máy 24, đời 54, chuyện quả chám. Hai cái vú ở đây nhìn này, có hai cái vú này, nhìn này, hai cái vú đồng nhìn lại đây. Trên đây một cái và trên này một cái này. Hai cái vú đồng. Máy 30 thì sẽ là vú bạc. Đa phần là vú bạc, còn máy 54 thì 100% là vú đồng, bác lưu cho điều đó. Đấy, cái da vừa bác nhìn này còn rất là ngon, vì thế nó cho âm thanh rất là hay như bác vừa thưởng thức. Đây, đây quả gai của nó đã, tức là quả gai để tạo ra bản nhạc ạ, rất là đẹp. Mặc dù lâu năm rồi thì một số chỗ cái nước vàng nó ố, nhưng mà nhìn em soi đèn pin không soi đèn pin nhà ố đúng không ạ, khi soi đèn pin vào bác thấy không, nước vàng nó óng ánh cực kỳ đẹp và cực kỳ tuyệt vời như bác nhìn đây. Em xin đặt điện thoại xuống dưới này và lắp lại đồng hồ như cũ. Thì em xin nhắc lại là đồng hồ của em Quang Vững thì đều đã được vệ sinh lâu dài bởi những tay nghề thợ rất là giỏi rồi, thì để bác yên tâm sử dụng, chúng ta không cần suy nghĩ gì cả về vấn đề sử dụng. Độ bền của nó rất là cao. Em xin giới thiệu của bác và cũng như mà các bác cũng âm như vậy thì bác thấy không? Đây tổng thể đây của chiếc đồng hồ em ở đây rất đẹp và cực kỳ trang trọng. Em xin nhắc lại cái mã em để là 2018, chiều cao là 58 cm, chiều ngang là 47 cm dư, gần 48 cm. Hai bên thì chạm trổ hai bông hoa dạ quỷ và những ông sáo rất là ý nghĩa trong cái lời văn cũng như cả lời thơ về những tác phẩm nghệ thuật ở bên Pháp ngày xưa thưa các bác. Rất tuyệt vời và cho âm thanh rất là hay. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ cổ Quang Vững.